Rồi, xin chào. Rồi, thế giới cái gì ngày nay vậy nè? Thầy Giòn ngày nay. Quay em cái anh. Rồi, chào người đẹp. Ôi giời, dễ thương quá. Người đẹp chào Nguyễn Chiêu Hương, bác ơi quá ngồi đứng nói chuyện không à. Quay hàng giùm cái coi anh. Mấy chị ơi, ủng hộ nha mấy chị. B12. Dạ, quá trời ấy rồi. Dạ, dạ. Tình nào có hả? Dạ, tối nay ạ. Tối nay mấy giờ? Dạ. Tối nay 10 giờ được, 10 giờ khuya. Sài Gòn ngày nay luôn. Đây thôi, quay lại nè. Ôi. Người đẹp tên gì và bao nhiêu tuổi ạ? Em á, cái mặt của em thì bốn mấy mà anh nhìn cũng nói 25, 27, 28 đó. Đúng rồi, nhìn tưởng 18 à. Ôi trời ơi, thiệt tình luôn. Mặt phụ huynh mà dáng học sinh á. Ờ, lẽ tôi dẫn ông đi uống cà phê luôn, đi luôn được. Dạ thôi, em đang kẹt công chuyện rồi. Chào, chào cả nhà, nhớ ghé chợ Mỹ Diêu Vương mua quần áo. Mà người đẹp chưa nói tên. Hoàng, mình Hoàng. Là bà Hoàng. Bà Hoàng, ôi bán trời. Hành tỏi trong đây. Wow, bà ế quá, giờ đi lăng băng. Bán hành tỏi có cần phải đẹp trời thế ơi, không? Trời em ơi, em đi bán mà em đẹp vậy á, em đi chơi nhất cái nách nữa. Ui trời ơi, vậy á. À. Rồi, chào Nguyễn. Có, đây là bà Mười Chè, đây chuyên bán bánh, bán các loại chè. Hôm nay là con gái của bà bán. Dạ, em chào chị. Bà hôm nay không bán hả chị? À, con chào bà vẫn khỏe chứ? Dạ, dạ. Chè đi. Dạ, con đi một vòng đã chưa bà? Đi, đi à. Chè đóng mang đi được đúng không bà? Con thế bán luôn cho con. Giờ chè nào ta? Bà cho con 2 bịch đi ạ. Bà ơi, này chè gì đấy thưa bà? Chè đậu. Chè đậu. Cái này là con này này. Chè trôi nước. Chè chuối là cái nào bà? Chè chuối. Còn chè này á? Là bánh canh bột lọc. Bánh canh bột lọc. Chè thưng. Còn chè này đậu đen hả bà? Rồi cho con chè thưng. Hai bà bắt tướng chữ em. Dạ. Thưng hộp đi. Dạ. Dạ. Nhiêu tiền một hộp đấy thưa bà? Bán 15 ngàn nhưng mà tặng tú. Không, rồi bà phải lấy tiền cho con. Dạ, bà cho con nhiều rồi. Giờ thôi bà lấy cho con 3 hộp đi. Bà cho các loại khác nhau. Không không bà. Không bà ơi, để cho con gửi nếu bà gửi bà cho con thành 50 ngàn luôn bà, cho dễ tiền. Vâng. Đây cô bác về Việt Nam có thể ghé mua ủng hộ bà là món các loại chè, bà còn bán là mứt rồi các loại đồ khô nữa rất là ngon. Và em đi chơi cũng nhiều quá. Dạ vâng, em mới đi về nay đi qua đây mua ít đồ cho mấy anh chị bên kia. Và chè đậu đen. Thưa bà, năm nay là bà bao nhiêu tuổi rồi ạ? 82. Ồ, 82 khỏe quá. Để con quay gian hàng này có bà Hà Điếc mà bà cũng năm nay 82 ở Canada về xem bà có thích, bà tới đây bà ăn. Bà chỉ bán buổi sáng đúng không bà? Dạ, bán buổi sáng rồi. Dạ, dạ. Đó, có cô đang mua chè ủng hộ bà. Chè của bà. Chè cái này là củ xạ chuối với sắn này các bạn này. Đó, khoai mì với chuối. Đó. Còn bà nói cái này là chè thưng nhá. Bên kia còn có gỏi cuốn rồi. Đây, bà là 10 chè số 608 khu C. Rồi các bà còn bán các loại mứt nữa. Nhìn ngon lắm. Cũng có cô mua chè ủng hộ cho bà này. Nhìn rất là sạch sẽ và ngon nhé. Đây còn có là xôi gấc nữa này. Và xôi gấc ngon này. Chị thường hay mua ở đây chứ? Chị hay mua ở ngoại, chị nói xôi gấc ngoại làm rất là ngon. Khách quen, khách mua cả chục năm rồi.
Dạ. Xôi gấp. Ở đây là cơm rượu nữa các bạn này. Cơm rượu ngon nhất luôn. À. À, ăn nó ngọt đường. Dạ. Và bà đưa cho cô trước đi bạn để dạ dạ. Và đây kế bên đó các bạn là bò bía, là gỏi cuốn, xôi bắp. À, bác Hà có về đây thì trời ơi, mời bác tới đây thì bác ghé ở đây và bác ăn đủ thứ luôn, bánh xèo lớn, gỏi cuốn. Có 176 khu B, mình cũng hay mua đồ của chị. Đồ thì bán rất là ngon, đầy đủ các loại hạt điều này, rồi cá khô, khô cá sặc, khô cá chỉ vàng. Cái miếng này vịt lạp phải không chị? Vịt lạp, mực xé sợi, mực tẩm ăn liền, tôm Cà Mau. Nói chung là đây thì rất là uy tín rồi. Mình mua thì cũng hay ghé ở đây. Tiêu đó có cay không thưa chị? Cho em một hạt thôi ạ. Rồi. Ôi trời ơi, cay quá. Ây à, cay quá. Đây mình chỉ bán tiêu đen thôi đúng không chị? Không, tiêu đỏ có. Ờ, muốn nhuyễn nữa thì chỉnh cái này nè. À, muốn nhuyễn thì chỉnh cái này. Xay dặn thêm cái lông đền này vô. Ờ, cái này thì nhìn nó... Cổ điển, cái đó thì cổ điển. Cổ điển. Còn cái này thì nó nhìn nó... hiện đại hơn. Này thì nhìn có vẻ sạch sẽ. Đây các bạn ơi, đây là cái thẻ giữ xe gắn máy này. À, mình cũng hỏi cái chị bán hàng ở đây đó là chợ đêm thì đã hoạt động chưa, thì chị nói là cũng chưa có hoạt động. Hỏi vì sao? Vì ế quá. Không chỉ ở Việt Nam ế đâu các bạn, mà mình đi sang đất nước Thái Lan đó, thì cũng thấy cũng còn khá nhiều mặt bằng trống, chưa có cho thuê mướn được. Đây là kỳ đài Quang Trung này các bạn này. Giờ Tuấn Dương sẽ đi vòng ra phía sau để vào trong chợ nhé. Đây, phía mặt trước của chợ đây các bạn. À, 68 Nguyễn Lâm, quận 10. À, phía bên ngoài này thì cũng có các cái xe ba gác. Nếu mà nói về xe ba gác ấy, thì mình thấy là ở Thái Lan người ta chế cái xe đẹp hơn, nhìn nó gọn gàng hơn nhiều. Còn xe ở Việt Nam thì có lẽ là cái chế và độ xe nó chưa có tinh xảo. Rồi, đây cũng có các bác xích lô này. Bác xích lô từ những từ trước những năm 1975. Giờ các bác vẫn còn đạp cái chiếc xe xích lô cũng cũ kỹ rồi. Rồi chúng ta đi vô trong chợ nhé. Đây chợ Việt Nam đây các bạn. Đó, cô bán trái cây. Chào cô. Biết rồi. Đây, lát thì bên này là bán trái cây này, dừa này. Bên tay trái là bán quần áo, giày dép, các loại dừa, tôm khô. Hàng thứ ba.
bòn bon, nhau trái cây, bòn bon, cóc, ổi, bưởi, quần chó. Đây mình hỏi thử chị Thơ. Oh, chào chị. Chị ơi, chị có bán hạt tiêu không? Tiêu đen mà có bán cả cái xay nữa. Cái không, cái xay là ý là cái cối cho người ta về ra xay ấy. Cối xay. Vâng. Đâu ạ? Trong kia đi vào. Trong này đó. Vâng. À có bằng gỗ quay xay đó. Còn tiêu giờ là bán nhiêu tiền ký? Tiêu đen ấy. Loại nào ngon nhất? Ngon đó em, 220. 220 ký. À, chị hút trên không được đúng không? Để em mua dùm em tặng một. À, vâng. Đếm qua em mua cái cối đã. Dạ, dạ. Bên khúc này à chị? Đây đây, đi vào thấy liền. Dạ rồi, em cảm ơn. Em vô đây đã. Lại thêm đứa nữa rồi à? À. À. À, để đây, đi coi mua một cái cối xay tiêu. Đi mua cái cối xay tiêu. Đó, kìa, đẳng kìa. Chỗ nào ấy? Đó, ngay chỗ bán chén á. À, à. Rồi, chị qua trước đấy. Chuyên dùng. Dạ, yeah. Xin chào, xin chào. Em đang qua bên chỗ bãi xe giùm em. Đây á. Chị bán mấy cối xay tiêu có nào bằng gỗ không chị? Thì băng qua sân dạ. Bên đó, có bãi xe số 1 đó. Gỗ cũng có, mà inox cũng có à? Gỗ với lại bãi xe số 1 với lại nhựa giả gỗ. Gỗ cái nào nhỏ nhất? Đây, gỗ nhỏ nhất. Cái này nhỏ nhất chưa chị? Nhỏ nhất rồi. Rồi, đấy, xong bỏ vô đây. Còn là kiểu nào khác không? Giống như inox hoặc là... À, có cái xay nhựa giả gỗ. Xay trực tiếp để em coi. Cái này em biết xay trực tiếp nữa ha. Mưa. Ngủ quá ha, thời tiết bây giờ nắng đó, mưa đó. Cái này bỏ... Ê, chị mở thử. Đây, cái này. Mình cho tiêu vô đây. À. Xong mình đẩy này lại. Vâng. Khi nào mình muốn dùng tiêu thì mình cái việc chóc ngược xuống xay. À. Xay vô cái đĩa thức ăn hoặc cái chảo thức ăn mình về. Đang nấu. Cái này thì nhiêu tiền thưa chị? Cái này 180 này. À. Cái kia 190. 190. Cái này thì nhìn có vẻ sạch sẽ hơn nha. Chị mở thử xem cái phần nó xay như thế nào ta. Ở trong này nó có cái cốt của nó, cái lưỡi dao của nó là chỏng. Khi nào nếu mà mình xay ra mà mình thấy cái hạt tiêu nó chưa vừa ý mình muốn nhuyễn nữa thì mình xiết thêm cái này. Vâng. Theo chiều kim đồng hồ. Vâng. Còn mình muốn hạt tiêu nó bự thì mình nới ra ngược chiều kim đồng hồ. À, rồi. Để cái này ngược lại. Đúng rồi, mình gấp ngược xuống là mình xay thế sẽ ra tiêu. Ok, còn cái này thì... Cái này mình xay xong mình phải cho giữa cái hũ là mình rắc nó ra mình dùng. À. Bên đây thì bỏ vô cái khay này đây các bỏ bạn. Bỏ vô đây. Bỏ, bỏ vô trên được khi nó xay nó sẽ rớt xuống. Có nhuyễn nhất thì chỉnh cái này luôn hả chị? Ờ, muốn nhuyễn nữa thì chỉnh cái này nè. À, muốn nhuyễn thì chỉnh cái này. Xay dặn thêm cái lông đền này vô. Ừ, cái này thì nhìn nó... Cổ điển cái đó thì cổ điển. Cổ điển. Còn cái này thì nó nhìn nó hiện đại hơn. Đúng rồi, nó hiện đại hơn. Này thì nhìn có vẻ sạch sẽ. Và thôi vậy em lấy cái này đi. Lấy cái hiện đại đi ha. Cái này thì có giá trị trưng bày. Đúng rồi, cái đó của bạn. Cái đó có thể xay được cà phê nữa đó. Ủa, xay được cà phê à? Đúng rồi. Xem nào. Thôi cái này cũng hay hay. Hay mua tặng cái này đi ta. À, mua tặng hả? Vâng. Tặng lấy của đĩa. Thôi lấy cái này đi trưng đi. Nó vâng. Cho nhiều khi không muốn ấy thì xài làm mẫu. Đúng rồi, vâng. Để làm mẫu. Để làm trưng cũng được. À à. Vâng. Trước em thấy có cái cối xay tiêu mà nó gọn hơn nữa mà. Gọn nữa là nó có hàng nhựa giả gỗ. À nhựa giả gỗ. Nó giả cái màu gỗ thôi nhưng mà thực chất nó là nhựa. Vâng. Lúc này buôn bán ở chợ đắt hàng chưa chị? Bết á. À trời. Sao? Sao dịch là à.
Cái này em mua tặng mấy anh chị nước ngoài thôi. Đi mua tiêu Phú Quốc rồi. Mua tiêu đỏ. Tặng cái này đúng hơn á. Thì... tại vì hôm giờ chị cũng bán cho mấy cô mang đi nước ngoài cái này. Nếu mà ví dụ người ta về khách sạn không biết đường kêu gọi thì nếu mà trả tiền ship có mang tới được không? Được. Được ạ. À. Chị có nêm cạc không cho em? Cho em coi, em giới thiệu luôn dùm chị luôn. Vậy. À, nếu cô bác về mà ở Sài Gòn đó thì ở bất cứ quận nào mình mua thì cái tiền này là có 190 thôi. Đó, mà nếu cô chú chị để nó gọn vào hơn được không? Hay nó chỉ thế? Cái thì để gọn cho. À, cái đấy không tháo được à? Tháo được. À. Tháo được mình sợ về. Thôi cứ để đó, thôi để đấy cho ra đỡ, để cho biết để gắn. Đây các bạn, sạp của chị là ủa sao lại gia dụng Thu Yến? À, gia dụng Thu Yến nhé, 550-551 khu C chợ Nguyễn Tri Phương. Số điện thoại của chị đây là 0909536632 đúng không ạ? 34. Đọc lại này, 0909. À, cái này là cái địa chỉ để chúng ta mua hàng thôi. Thì mình có thể đặt mua rồi tiền ship như nào đó thì các chị sẽ mang tới tận nơi cho mình. 190 đúng không chị? Dạ, em gửi. Nó bảo em lấy 2 cây nha. Chưa anh vô. Bao shop thôi con. Dạ, đây em gửi. Không đi tới, thẳng tới đó là bao shop á. Có bán bình dưỡng gì không vậy? Hay giờ giá tôi không? Đó nhỏ nhỏ. Dạ, em cảm ơn. Còn cái bình này là nhiêu tiền chị? Bên này. Vâng. Bên này là của Thái Lan. Của Thái. Là 400. Chị lấy cho em coi. Thử. Sau đây còn bán rẻ hơn của bên Thái. Đúng rồi, mình khách du lịch mình đi là à. Nó mua nó bán mắc lắm hả? Đây có cái bình này 400.000 này. Giữ nhiệt của Thái. Không còn có nắp đậy. Rồi cho em gửi lại. Rồi cảm ơn chị nha. Vâng vâng. Rồi đi. Dạ dạ cảm ơn chị. Rồi qua đây các cửa hàng bán đồ gia dụng, xong tí sẽ quay lại cái tiệm bán tiêu, bánh kẹo. Nói chung bánh kẹo ở Việt Nam mình thì cũng rất phong phú, có khi còn ngon hơn cả của bên Thái, Thái Lan. Ở ngoài bắt đầu mưa rồi này các bạn. Chợ nó bị dột thì sao? Chợ có chỗ bị dột, bên này bán các cái đồ gương lược cài tóc. Còn đây đi tiếp nhé, khúc này thì bán mỹ phẩm này. Chợ thì ở chợ Việt Nam thì tổng hợp có đủ thứ, nhang đèn nến, các cái nước rửa lau bàn thờ, mỹ phẩm, vàng bạc, vàng kim thủy. Các loại mì, đồ khô, gia vị, nước tương, đường, bột ngọt. Các loại gia vị, rồi, tôm khô, rồi, các loại tôm khô. Rồi đi tiếp đến cái khu dãy đồ ăn, rồi, gỏi cuốn của người đẹp. Chào người đẹp nhé, gỏi cuốn nhìn rất là ngon. Gỏi chay cũng có, đây là bà Mười Chè. Đây chuyên bán bánh, bán các loại chè. Hôm nay là con gái của bà bán. Dạ em chào chị. Bà hôm nay không bán hả chị? À con chào bà. Bà vẫn khỏe chứ? Dạ dạ. Dạ con đi một vòng đã thưa bà. Chè đóng mang đi được đúng không bà? Cô thế bán luôn cho con. Giờ chè nào ta? Bà cho con 2 bịch đi ạ. Bà ơi này chè gì đấy thưa bà? Chè đậu. Chè đậu. Cái này là con này này. Chè trôi nước. Chè chuối là cái nào bà? Chè chuối. Còn chè này á? Là bánh canh bột lọc. Bánh canh bột lọc. Chè thưng. Còn chè này đậu đen hả bà? Rồi cho con chè thưng. Hai bà bắt tướng giữ em. Dạ. Thưng hộp đi. Dạ. Nhiêu tiền một hộp đấy thưa bà? Bán 15.000 nhưng mà tặng có
Không. Đúng rồi, bà phải lấy tiền cho con. Dạ. Bà cho con nhiều rồi. Giờ thôi bà lấy cho con 3 hộp đi. Bà cho các loại khác nhau. Không không bà. Không bà ơi, để cho con gửi nếu bà gửi bà cho con thành 50 ngàn luôn bà, cho dễ tiền. Vâng. Đây cô bác về Việt Nam có thể ghé mua ủng hộ bà là món các loại chè, bà còn bán là mứt rồi các loại đồ khô nữa, rất là ngon. Và dạ vâng, em mới đi về. Nay đi qua đây mua ít đồ cho mấy anh chị bên kia. Và chè đậu đen. Thưa bà, năm nay là bà bao nhiêu tuổi rồi ạ? 82. Ồ, 82 khỏe quá. Để con quay gian hàng này có bà Hà Điếc mà bà cũng năm nay 82 ở Canada về, xem bà có thích bà tới đây bà ăn. Bà chỉ bán buổi sáng đúng không bà? Dạ, bán buổi sáng rồi quá. Dạ. Mấy dạ dạ. Đó, có cô đang mua chè ủng hộ bà. Chè của bà. Chè cái này là củ xạ chuối với sắn này các bạn này. Rồi khoai mì với chuối. Đó. Còn bà nói cái này là chè thưng nhá. Bên kia còn có gỏi cuốn rồi. Đây, bà là 10 chè, số 608 khu C. Rồi các bà còn bán các loại mứt nữa. Nhìn ngon lắm. Đó, cũng có cô mua chè ủng hộ cho bà này. Nhìn rất là sạch sẽ và ngon nhé. Đó, đây còn có là xôi gấc nữa này. Và xôi gấc ngon này. Chị thường hay mua ở đây chứ? À, chị hay mua ở ngoại, chị nói xôi gấc ngoại làm rất là ngon. Khách quen, khách mua cả chục năm rồi. Dạ. Xôi gấc. Ở đây là cơm rượu nữa các bạn này. Cơm rượu ngon nhất luôn. À, ăn nó ngọt đường. Dạ. Và bà đưa cho cô trước đi bà để dạ dạ. Và đây, kế bên đó các bạn là bò bía, là gỏi cuốn, xôi bắp. À, bác Hà có về đây thì trời ơi, mời bác tới đây thì bác ghé ở đây và bác ăn đủ thứ luôn. Bánh xèo lớn, gỏi cuốn. À, để xíu con sẽ đi một lượt, con quay cho bác coi. Đây anh đang làm gỏi cuốn. À, bò bía, gỏi cuốn, nhiều món lắm. Vào đây cái là ăn đủ luôn. Rồi mua gì cô ơi? Chè này đúng không cô? Bà ấy, cô mua 10 ngàn chè này. Cái này nè, cái lấy cho con cái này ăn với xôi giò nè. Dạ dạ. Dạ mình vô gói cho anh đi con. Mấy gói em nhé. 10 hay 15 người ngoại 82 tuổi rồi nhưng mà cái sức khỏe vẫn rất là tốt, minh mẫn, vẫn buôn bán vẫn rất là nhanh nhẹn nhé. Các cô con gái của ngoại cũng rất là dễ thương. Quá trời. Đây chè là ngoại tính là nhận giao hàng tận nơi theo yêu cầu. Rồi ngoại cho con gửi là hết nhiều tiền hết cả ngoại tính cho con. Trời ơi, thôi thế đi đây, cho con gửi này. Vâng, thôi ngoại giữ luôn dùm con. Dạ. Rồi cho con xin. Con ngoại dễ thương, mở lên tiếp chồng.
À, cô nào kiếm? À, trời ơi, thế thì bây giờ ai muốn kiếm thì cứ lại ăn chè thụ thường xuyên ủng hộ. Rồi con chào ngoại nhá, chào chị, em đi ạ. Dạ, dạ. Rồi đi tiếp nha các bạn, đây bánh cuốn trứng, rồi hành phi, à, bánh cuốn 2 tầng, bánh cuốn nóng này. Rồi đây là gì đây ta? 10 cà phê, nước giải khát, à, hoàng lan, canh bún riêu. Đó, quá trời món luôn. Dạ dạ. À, rồi tới đây là cháo thập cẩm, hủ tiếu Mỹ Tho, cơm chay, đồ xào chay, bún mọc, bún bò Huế. Rồi mời bác Hà về thì bác ghé đây bác ăn. Quá trời món luôn này. Bác thích món gì đi vào đây là một tour luôn. Đây, cá kèo, hột vịt lộn, cơm. Rồi đi thêm xíu nữa nhé. À, bún riêu, canh bún, giá từ dạ. Bánh canh cua, giá từ 25 đến 35k. Dạ, con quay trước rồi mấy nữa con kêu người lại ăn. Dạ, kêu một nhóm lại ăn các món chay. Đây đi quay thử một lượt. Đây bên đây là bún mắm. Dạ, dạ bún mắm, bánh canh, bột lọc thu hồng, cơm, các món cơm Việt Nam cũng đầy đủ có ở đây hết nhé các bạn. Canh chua, rồi đầu cá lóc này, cá kho tộ này, canh chua cá lóc, cá kho tộ, khổ qua. Rồi cô còn đang làm rất là nhiều món, đây là kim cúc, cơm bình dân. Cợn dâu đó, đây là Dương ở gì? Dạ, dạ. Phải không? Vâng. Trời, ông anh gì nói hoài không? Ông có bên Mỹ á. Vâng. Ông có nói ngồi đi lát thì mời tôi. Không, bữa khác em lại. Vậy à? Vâng, em quay đây cho bác Hà Điếc mà bà về để cho bà quay món ăn. Bà về rồi cho bà coi trước rồi mấy nữa chắc kéo cả nhà tới ăn. Ông ủng hộ. Ông anh có nói hoài không? Gặp em, cũng là nhờ em. Dạ. Nhờ em giúp chị hay giúp bà. Vâng, chị Hoàng Lan. Chị nhà ông anh, chị ông cứ nói hoài mà không kiếm được em. À, thật ra cái ông anh ấy, tôi có điện thoại với người mà cái hồi ảnh lưu công việc của ảnh không có cho luôn. Đấy, để gặp em thì nói em giúp đỡ gì, bởi ung thư mổ xong. Ung thư à? Được rồi thì để hôm nay đi em đưa bác Hà tới coi hay là bác ăn uống rồi. Bữa nào ghé chị nhá. Dạ dạ. Vâng. Dạ dạ rồi. Canh bún 201. Dạ đúng rồi ạ. Bánh cuốn trứng này. Đây đi cái lối này đi, còn có một vài món nữa để quay cho cô chú anh chị chúng ta coi nhé. Cà phê đậu nành sinh tố. Hủ tiếu sườn thập cẩm, quá trời món, quá trời món. Giải khát cà phê gì chín. Bên này là bún mắm, bún mắm có ở bán mang về luôn, nhiều đồ quá. Rồi thạch rau câu, thủy chân, chè ba màu, sâm bổ lượng, bánh flan, quá trời món luôn. Các loại bánh truyền thống này, bánh ú, măng cụt, rau củ quả. Sạp Nguyệt Đỗ kinh doanh rau củ quả an toàn, bà chủ xinh gái. Trứng các loại, thanh long. Rau củ quả, lá lốt, các loại nước mắm, nước tương. Tôi quay từ từ, tôi quay nhanh quá, sao tôi quảng cáo được. Dạ, Tân Trung Tín, đại lý Sài Gòn. Dạ. Nước mắm này là Phú Quốc hay từ Phan Thiết chị? Phan Thiết. Phan Thiết, dạ. Ồ, nước mắm. À, quảng cáo bán mạnh lên, bán hết đi. Đây khu này bán cá rồi rau củ quả kế tiếp này. Rồi đây sạp chị Yến này. Rồi chào người đẹp. Ôi trời ơi, bạn lâu quá bạn đắt không người đẹp?
đủ tiền xài thôi. Đấy. À. À, khu bán cá. Rồi chào người đẹp. Này đẹp quá. Dạ. Này đẹp quá. Dạ dạ. Mặt đen nhưng mà không ghê. Ôi trời ơi. À, chào chị nhá. À, chào mấy chị. À. Ở chợ. Còn cái phía cả còn cả phía bên ngoài nữa các bạn. Thôi giờ. Giờ lại chỗ chị Thơ mua tiêu đã. Xong rồi xách đi vòng vòng về. Rồi, khô cá sặc, khô cá đú. Các loại mắm. Đây, cũng có những cái sạp đang đóng kêu sang sạp. Các loại mắm, wow, ngon quá. Ba kia này, mắm, các loại mắm luôn. Đủ đủ. Trái cây, xoài. Ngon quá. À, đi chợ này thì có đầy đủ các đầy đủ các món luôn. Đây. À, chị cho em nửa ký tiêu đen đi ạ. Mà chị ấy có thể đóng sang hai cái bịch nhỏ hơn được không? Vâng, chị hút trên không giùm em. Vâng vâng. À, để cái đấy xài không nhiều thì mỗi lần xài một chút thôi. Ê, cô bác có thể ghé sạp chị Thơ là số 176 khu B. Mình cũng hay mua đồ của chị. Đồ thì bán rất là ngon. Đầy đủ các loại hạt điều này. Rồi cá khô, khô cá sặc, khô cá chỉ vàng. Cái miếng này vịt lạp phải không chị? Vịt lạp, mực xé sợi, mực tẩm ăn liền, tôm Cà Mau. Nói chung là đây thì rất là uy tín rồi. Mình mua thì cũng hay ghé ở đây. Tiêu đó có cay không thưa chị? Cho em một hạt thôi ạ. Rồi. Ôi trời ơi, cay quá. Ây à, cay quá. Đây mình chỉ bán tiêu đen thôi đúng không chị? Không, tiêu đỏ có. À vâng. Tiêu đỏ Phú Quốc thì không có. Vâng vâng, hôm nay em ra Phú Quốc có mua cái tiêu đỏ đấy. Ây à, cay quá. Nó đồ một ngắn 136. Đây các bạn ơi, chị còn cho vào cái túi có bao bì, có hình cây mai ngày Tết. Rồi sau đó chị ép chân không cho chúng ta để được lâu. Ây à, cay quá. Đây bán cá khô, cá mực này. Tưởng sẽ mua bà nào đây. Ây à, cay quá. Khô cá sặc này, khô cá sặc này chiên giòn nên ăn với cơm trắng ngon lắm. Ngon lắm hả chị? Con chị nó đang coi bếp sàn cá sặc bên kia nha. À. Quay khúc nào chị? À, vâng vâng. Vâng, thưa chị, cá này thì là nhiêu tiền một ký hả chị? Khô sặc á? 450. Vâng, một ký được mấy con, khoảng mấy con thôi chị? 8 con nhé, cá khô sặc loại 1, 1 ký khoảng 450. Tôm khô Cà Mau là loại này nhiêu tiền à chị? 1 triệu 1 ký nha các bạn, hút chân không là miễn phí luôn. Đây bên này chị còn đang phơi cá sặc này, đó, khô cá sặc này. Nhìn rất là ngon, cái món này mà chiên giòn lên ăn với cơm trắng, canh chua là ngon hết bài. Đây là máy để ép chân không. Chị cũng đang ép vào để đây có khách đặt đây này. Đây là ép. Rồi ngoài ra thì còn có ép nhờ nữa, là gọi ép gia công. Ép gia công có tính phí.
Đây cái bịch tiêu của tôi. Dạ đây. Đây bịch tiêu này cho chị còn ép còn đẹp hơn ngoài Phú Quốc họ làm cho em. Bịch như vậy là có 50 nghìn. À. 50 nghìn. Thì bán cho tôi. Nghĩa là 50 sao? 50 ngàn một gói. 50 ngàn một gói. Là cái loại. À. Rồi rồi. Rồi cho em gửi. À, mình lấy nửa ký. Của em nhiêu tiền đây chị? Dạ. Rồi đủ vốn chưa? Không có giới thiệu lên người ta mua giá đó rồi chị lại không có lời. Cho em gửi chị ạ. Rồi em cảm ơn. Tròn trẻ quá ha. Dạ. Trời ơi, đi du lịch hoài mà toàn ăn đây đâu, tập thể dục đi nguyên tháng. À, chị ơi, nếu mà các cô chú mà mua đồ của chị mà ở khách sạn giống như không có rành đường đấy thì chị có thể ship tới tận nơi rồi tính phí ship không? Đúng rồi. À, chị ship tận nơi, nếu mà gần thì không có tính phí. À. Giờ nào xa thì chị tính phí. Gần là không có tính phí. À. Chị có nêm cạc giúp em. Ví dụ mấy anh chị ở khách sạn nào đó cứ alo cho chị là chị đem tới. Vâng, vâng. Đây các bạn nhé, là chị chuyên bán sỉ và lẻ, giá rất tốt. Số 176B chợ Nguyễn Tri Phương, phường 6, quận 10. À, có những cái món như là phồng tôm này, lạp xưởng, bánh pía, bánh in Sóc Trăng. Rồi khô Cà Mau, tôm, mực, cá, khô một nắng Cần Giờ, cá dứa, cá đù. Nói chung là nhiều loại lắm. Thì ở đây mặt sau đó các bạn có cái chữ biên nhận, ví dụ có nhận đặt cọc bao nhiêu rồi bao nhiêu còn lại. À, số điện thoại đây là 0934177303 hoặc là cái số kế tiếp là 0385491 46. Nói chung tới đây nhiều loại lắm, mình không thể nói hết được, thì cô bác cứ tới, mình mà đã mua thử một lần thì chắc chắn là sẽ ghé tiếp lần sau. Hạt điều các bạn nhìn rất là bự này, điều lụa này. Rồi em cảm ơn chị nhá, chúc chị đắt hàng. Rồi bây giờ đi tiếp mà. Dạ dạ. Rồi mang được mớ rồi. Vâng, ủng hộ bà. Rồi bên này thì bán các loại áo này, quần áo, rồi, giày dép đủ loại luôn, đầm dép. Quần và các cái mẫu cũng nhìn cũng rất là đẹp nhé, vải đồ lưu niệm này, các cái vòng chuỗi hạt, rồi trái cây, bưởi, nhìn quá trời ngon luôn. Cô khỏe không thưa cô? Dạ. Và rồi áo trái cây quá ngon luôn. Có khi sạp Nguyễn Thị Phương là cô bán chuyên hàng tuyển đây đúng không? Đúng rồi, hàng cô là hàng tuyển. Hàng toàn tuyển chọn đấy, các bạn nhìn trái nào là bốc trái đó thôi, không có cần phải lựa 10 trái như cả 10 luôn. Con thấy không, nó điều chi hết trơn. Dạ. Trái nào lớn, trái nào. Đúng rồi, đều nhau hết. Xoài, đấy xoài cát hòa lộc rồi chưa cô? Hòa lộc. Xoài cát hòa lộc này, bưởi da xanh, nho, thanh long. Tiệm của Vân. Rồi con chào cô nhá, con đi ạ. Không về lâu quá không thấy vô đây. Trời, con đi một tháng, đi du lịch cả tháng giờ mới. Đi ra nước nào? Dạ đi trong nước rồi đi Thái Lan cô. Vâng. Đi Mỹ. Dạ Mỹ chưa. Xin chào. Cô, dạ. Ồ, rồi, để bữa khác ủng hộ nhá. Rồi, đi ra ngoài. Bên này có cả làm nail, rồi sơn sửa móng tay, bán đồ nhựa, đồ gia dụng. Cái gì? À, phía ngoài này tiếp. Đây phía bên ngoài này cũng có bán rau củ quả các loại.
Quần áo. Khu bán đồ ăn. Mì, hủ tiếu. Trời ơi, muốn chết vì quảng cáo. Đường này thì đường bà hả? Hàng ăn đấy các bạn. Cô bán bún, bán hủ tiếu. Một cái gánh hủ tiếu mà rất là đông khách. Các cô bác ngồi ở chợ vừa ngắm người đi qua đi lại ăn luôn. Bán quần áo, giỏ sách, ba lô túi sách. Các sạp bán rayon củ quả này. Áo thun form rộng 70k một chiếc. Cái móc tính ký đi được chưa? Mùa đó 70. Ngay ngoài trời thì đang có những cái hạt mưa nho nhỏ. Phía bên ngoài này là dãy bán cá, bán gà. Các loại túi sách, đồ Việt Nam khá là phong phú. Nhiều khi đi sang đây thấy chợ này còn phong phú hàng hóa hơn là ở Phuket, Thái Lan. Cái gì cũng mồi. Đồng giá 10k đủ thứ. Kéo cặp tóc, khô cá này. Rồi bán các loại đầm. Áo đổ đống luôn. Lấy kim chút coi. Rồi chào anh. Anh thanh niên nghiêm túc bán đồ, các loại đồ gia dụng. Đúng rồi, nó là kim nè, nắm được rồi. Nam giới bán hàng rất dễ thương nhé. Bán trứng này, các loại thơm, gà, bán đồ vịt quay, heo quay. Nè, ở trong đây nè. Bây giờ nó cũng nhỏ. Chợ truyền thống. Có bán khăn ký, keo dán chuột. Đây, các loại đồ cho phụ nữ, đồ đầm, bộ đồ lửng. Xin chào. Rồi, thế giới cái gì ngày nay vậy nè? Thay giòn ngày nay. Quay em cái anh. Rồi, chào người đẹp. Ôi trời, dễ thương quá. Người đẹp Trần Nguyễn Chiêu Hương, bán ế quá, ngồi đứng nói chuyện không à. Dạ. Quay hàng giùm cái coi anh. Mấy chị ơi, ủng hộ nha mấy chị. B12. Dạ, quá trời ấy rồi. Dạ, dạ. Tình nào có hả? Dạ, tối nay ạ. Tối nay mấy giờ? Dạ. Tối nay 10 giờ được, 10 giờ khuya. Sài Gòn ngày nay luôn. Đây thôi, quay lại nè. Người đẹp tên gì và bao nhiêu tuổi ạ? Em á, cái mặt của em thì bốn mấy mà anh nhìn cũng nói 25, 27, 28 á. Đúng rồi, nhìn tưởng 18 á. Ôi trời ơi, thiệt tình luôn. Mặt phụ huynh mà dáng học sinh á. Ừ, lẽ tôi dẫn ông đi uống cà phê luôn, đi luôn được. Dạ thôi, em đang kẹt công chuyện rồi. Chào, chào cả nhà, nhớ ghé chợ Mỹ Diêu Vương mua quần áo. Mà người đẹp chưa nói tên. Hoàng, mình Hoàng. Là bà Hoàng. Bà Hoàng, ôi bán trời. Hành tỏi trong đây. Wow, bà ế quá, giờ đi lăng băng. Bán hành tỏi có cần phải đẹp trời thế ơi, không? Trời em ơi, em đi bán mà em đẹp vậy á, em đi chơi nhất cái nách nữa. Ui trời ơi, vậy á. Rồi, chào người đẹp nha. Rồi, bye bye anh. Chị nói là 10 giờ tối nay chồng lên YouTube rồi thấy này. Bán các loại vòng hạt. Đấy, các cô chú rất là vui vẻ nhé. Dạ.
bánh này. Cái khu này các bạn là có mấy cái tiệm là bánh bún thịt nướng này, sâm bổ lượng này, bánh canh bột lọc Phú Hồng này. Dạ. Ở đây còn bán cả cái lá trà xanh để cho chúng ta uống, đun nước trà uống. Bội bội, bún, mía, giò chả. Giò chả Minh Hương. Các cô bác anh chị về có thể ghé chợ Nguyễn Tri Phương này. Khá nhiều tiệm bán đồ ăn ngon, rẻ, đầy đủ các thứ luôn. Nên này, khu tiệm vàng này. Rồi ngoài ra đó các bạn là còn bán đây là tiệm này thời trang trẻ em. Ngoài ra cũng có các cô mà bán hàng rong bên ngoài là bán chè này. Đấy. Đây tôi cho nước cốt dừa ra. Cái đó là chè đậu gì ấy chị? Đậu biếc. Hạt đậu biếc. Đậu gì ạ? Đậu ván. Chè đậu ván. Đây em cũng mua mất rồi. Có đậu đen, đậu xanh, đậu hũ em không? Thôi trời ơi, nhiều quá, xài không hết. Thôi để bữa khác. Rồi, cảm ơn chị. Vâng, bữa nào mua ủng hộ chứ đứa này nhiều quá rồi, xài không hết luôn. Kìa, chè đậu ván kìa. Bán 2 bịch luôn. Rồi trúng mánh nhá. Còn nước dừa ở ngoài. Rồi trời bắt đầu có cái hạt mưa rồi. Đây, vỉa hè thì nhiều người đi quá nên là chúng ta phải cũng đi vỉa hè để nhiều xe quá nên là cũng hơi khó đi. Chúng ta phải đi vô trong. Đây. Các cái sạp bán đồ bán cà phê này. Hùng Ký, Bách Hóa Tổng Hợp. Đó, giày dép nhiều loại. Mẫu mã đẹp phong phú. Các loại nón. Dép. Quay giỏ sách đây nè, anh đây mấy giỏ sách đẹp nó quay. Dạ. Quy chỉ các loại cặp tóc. Đầm. Đồ Việt Nam cũng không hề thua kém đồ Thái nha. Giờ chất liệu vải vóc các thứ nhiều khi mình làm còn đẹp hơn. Dạ, chào cô, chào chị. Dạ. Quần vải phi phi. Dạ, Sài Gòn ngày nay ạ. Rồi, chào các chị, chào cô ạ. Đồ rất là... Đồ của Việt Nam mình, đồ may mặc cái đẹp, có khi đẹp còn hơn đồ Thái, giá rẻ hơn. Và... Đầm. Dạ, dạ. Vải nhiều lắm các bạn này. Đấy, các chị nói ở bên nước ngoài coi kênh này nhiều lắm, các loại vải đủ màu sắc luôn, còn hơn là màu cầu vồng. Rồi, sơ bộ như vậy thôi. Giờ mình sẽ đi ra phía bên ngoài để tiếp tục di chuyển. Đây, cái phía này cũng có quen mấy cái chị, mấy anh chị này, này. Khu này là bán vàng, cô bác có thể về đây mua cả những cái đồ trang sức. Về tuổi vàng và bạc thì ở Việt Nam mình là tuổi đúng tuổi cũng có. Rồi vàng tây thì nói chung là trang sức các thứ thì người Việt Nam mình là cái tay nghề cao, làm rất là tỉ mỉ và có bảo hành. Sau này khi mà chúng ta mua xong rồi đó thì
mua xong rồi bán lại thì cửa hàng thâu với cái mức giá ưu đãi hơn so với việc là chúng ta mua này, những cái vòng đẹp quá trời luôn, định nói mà thấy nhìn vàng là đẹp hoa cả mắt luôn. Đây rồi, đi qua cái khúc này. Tới đây thì Tuấn Dương cũng xin chuẩn bị kết thúc video. Rất cảm ơn các cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay ủng hộ Tuấn Dương, để Tuấn Dương có thêm động lực đi quay nhiều những các cái video clip về đường phố Sài Gòn để gửi tới quý khán giả. Nguyễn Tri Phương là một ngôi chợ lớn ở quận 10 và lớn về mặt quy mô cũng như là các cái mặt hàng, ngành hàng có đầy đủ từ quần áo, giày dép, mỹ phẩm, rau củ quả, đồ trang sức, các loại món ăn, trái cây, dừa, chuối, không thiếu thứ gì cả. Tôm, chuối, tôm, thanh long. Bà đang cân trái cây. Xin hẹn gặp lại trong những clip kế tiếp.